Thế bác Cảnh chào cả nhà nhá. Sáng nay chia sẻ với bạn một cây bưởi cổ. Một cây bưởi là cây bưởi thoát rất là thấp. Đấy, thoát chỉ 80 mà vanh to hơn 100. Bẹ đẹp. Đấy, cái này là tay cành thì đều đẹp nhé. Quả ngon nhé, quả chua rồi rồi ngon đấy, sai quả lắm các bạn nhìn. Này về ghép các bạn về cái này thân cây. Vành đò chỗ đây thoát đây có 70 phân này. Còn chưa đến mét, còn nếu mà dính ở đây là mét. Đó, 100, 100 thì. Thế à, cái thoát bằng này thì đẹp. Đấy. Tam đa nhé. Đấy, nó chơi bên này tam đa đẹp quá. 1, 2, ừ, đẹp. Ơ, chó, không cắn nhá. Rồi. Em chưa thoát bên này, tính thoát bên này kia. 1, 2, 3, thoát đúng mét các bạn nhé. Bên này là chỗ này nữa ấy. Chỗ này nó liền với nhau rồi các bạn. Quả wow. Tròn xe chắc tháng 10 mới ăn được. Sạc quá. Có nhiều khách hàng mà đặt nó cây nó thoát tầm mét này và vanh này to đấy. Cây ghép cắt thì là một sai. Cây này cao lắm ạ. Bảy luôn được nhé. Cái to này dạng hiếm các bạn nhé. Thợ săn ác lắm. Hết. Cái cây này thì chưa gặp gia đình không biết có bán không nhỉ. Hiếm lắm. Cây này ngõ này. Ra đây. Phúc Lộc Thọ. Cắt lấy tầm 4 mét này đẹp. Cao 4 mét, 4, 5 mét. Cao lấy là 5 mét rồi. Đấy, các bạn sưu tầm khách hàng nào thích cái dòng bưởi này nhé. Cháu ơi! Xin số điện thoại nhà không ai nhà. Rồi, hẻ ngắn đây.